này nếu mà anh mà thiết kế nó như này nó bị chéo là sợ không ấy đâu, sợ không. Cái gì chéo? Đèn thêm. Anh phải hiểu cái khoảng hở của cái này nó còn vướng cái 3D của bọn ấy, cái tính hôm lực ấy. Nó không thiếu thôi. Trần bộ test ngon để mà test. Đây này, cái này mà tôi đặt đây, nó còn cái 3D lực này. Tôi gặp quyền cả anh cho xuống 3D nó không, nó vẫn không ấy được. Điểm 3D của nó dập xuống và chậm xuống.